chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có một căn bệnh phổ biến hiện nay mà mọi người đều biết đó là bệnh cao huyết áp. Vậy câu hỏi chúng ta đặt ra là huyết áp là gì? Nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp? Triệu chứng, các biến chứng do bệnh cao huyết áp gây ra gì? Điều trị ra sao và cách phòng bệnh như thế nào? Trong loạt bài về bệnh học, ngày hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt trình bày để quý vị hiểu được tất cả những thắc mắc nêu trên, góp phần cho quý vị có những kiến thức cần thiết để bảo vệ sức khỏe của quý vị, tránh được những biến chứng hết sức nặng nề của bệnh gây ra như đột quỵ, tai biến mạch máu não, suy thận, suy tim, liệt tay chân. Hôm nay chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị khoa nhiễm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh cao huyết áp này. Xin mọi người cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà chúng ta đi khám bệnh đó, thì cái việc đầu tiên của bác sĩ là đo huyết áp cho người bệnh. À, vậy thì huyết áp là gì? À, trong phần thứ nhất của loạt bài nói về bệnh cao huyết áp này, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày một cách khái quát nhất để quý vị hiểu huyết áp là gì. À, cũng xin mở ngoặt một chút để cho quý vị à, hiểu là mục đích của phòng khám thành trị chúng tôi là phổ biến những cái kiến thức y học thường thức à, hay còn gọi là những cái kiến thức phổ thông à, những cái nét khái quát để cho người dân hiểu à, về cái căn bệnh này à, chứ không phải là những cái kiến thức chuyên sâu à, do đó mà à, chắc chắn rằng sẽ còn rất là những cái à, hạn chế à, mong rằng quý vị đồng nghiệp lượng thứ và đóng góp ý kiến để phòng khám thận trị của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn thì trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay là chúng ta nói về huyết áp vậy thì cái khái niệm huyết áp là gì cho tới bây giờ thì rất là nhiều người vẫn còn hiểu sai về huyết áp thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cái định nghĩa về huyết áp để cho quý vị có một cái hiểu biết khái quát về huyết áp thì theo như hiệp hội tim mạch của Việt Nam định nghĩa là huyết áp là áp lực máu cần thiết để tác động lên cái thành mạch nhằm đưa máu đến nuôi dưỡng các cái mô trong cơ thể và huyết áp được tạo ra do cái lực co bóp của tim cũng như là cái sức cản của động mạch thì đó là cái định nghĩa về huyết áp chứ không phải huyết áp là cái khối lượng máu nhiều hay ít trong cơ thể nha quý vị mà huyết áp ở đây là người ta đo cái áp lực của máu trong thành mạch chứ không phải huyết áp ở đây là mình đo được cái khối lượng máu có rất là nhiều người vẫn còn hiểu là mình đo huyết áp là mình đo coi cái lượng máu mình nhiều hay ít rồi có khi là vì một cái lý do nào đó bác sĩ nói là huyết áp thấp thì quý vị lại hiểu rằng mình thiếu máu không phải quý vị đây là mình đo là đo cái áp lực máu ở trong cái thành động mạch quý vị thì trên màn hình của quý vị thấy đó là một cái thiết đồ mạch máu à, cái hình này tôi minh họa cho cái áp lực trong lòng mạch à, chứ đo huyết áp không phải là đo cái khối lượng máu có trong mạch máu như quý vị à, thì để dễ hình dung quý vị thấy là huyết áp nó giống như là khi chúng ta bơm một cái máy bơm nước để tưới cây vậy mà cái trái tim của chúng ta đó thì nó là cái máy bơm còn các cái mạch máu ở trong cơ thể chúng ta thì được minh họa như là những cái ống dẫn nước vậy quý vị. Thì cái hình minh họa cho thấy rằng cái đo huyết áp chính là mình đo cái áp lực của máu nó tác động lên cái thành mạch và nó tạo lên một cái áp lực đủ để đưa máu đi nuôi các cái mô trong cơ thể và huyết áp thì nó phụ thuộc vào sức co bóp của tim cũng như là cái sức căng của cái thành mạch máu mà quý vị thấy ở trên màn hình à uh, hay là để minh họa cho quý vị dễ hiểu là khi mà chúng ta tưới cây đó quý vị thì cái máy bơm uh, nó bơm nước uh, vào cái ống thì cái cái máy bơm chính là cái trái tim của chúng ta. Còn cái ống nước thì chính là những cái mạch máu. Thì quý vị thấy trên màn hình là nước nó đang là được uh, được uh, bơm ra từ một cái ống nước thì uh, cái áp suất mà ở trong cái cái ống nước này nó mạnh hay yếu thì cũng chính là uh, cái huyết áp ở trong mạch máu chúng ta mạnh hay yếu thì chúng ta có thể đo được thì đó chính là huyết áp quý vị à, khi mà cái mạch máu của chúng ta hẹp lại thì cái áp lực ở trong mạch máu nó tăng lên à, thì cũng giống như trên cái hình minh họa đó quý vị cái, cái 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 một người người ta bóp cái ống lại thì cái vòi nước của chúng ta là nó sẽ cái áp suất nó tăng cao lên, nó phun ra một cái vòi nước thật là mạnh thì đó là cái áp lực của của cái vòi nước quý vị, cũng chính là áp lực ở trong cái mạch máu của chúng ta. À, trên màn hình là một cái máy bơm thì chúng ta có thể hình dung ra là đó chính là cái cái um, trái tim của chúng ta à, và nó được uh, bơm máu vào trong cái đường ống và nó đi nuôi các cái mô ở trong cơ thể chúng ta thì uh, chúng ta đo được cái áp suất ở trong cái lòng mạch chính là cái huyết áp uh, để đo huyết áp thì người ta dùng các cái máy để đo uh, trước kia thì nó có những cái máy đo huyết áp bằng uh, thủy ngân rồi uh, huyết áp đồng hồ và bây giờ thì uh, người ta chế tạo ra những cái máy đo huyết áp bằng điện tử. Ở trên màn hình quý vị đó là một cái máy đo huyết áp bằng đồng hồ. Thì cái máy này thường là dùng trong các cái cơ sở y tế. Ở đây là có các cái bác sĩ người ta đã được đào tạo chuyên môn, người ta có thể đo được cái huyết áp ở trên cái cánh tay của chúng ta. Còn cái huyết áp điện tử thì bây giờ nó rất là phổ biến quý vị nó rất là dễ sử dụng chỉ việc đeo vào cổ tay và chúng ta ấn nút thì nó sẽ đo được cái huyết áp của chúng ta và để minh họa cho cái cái đo huyết áp thì như hồi nãy tôi trình bày đo huyết áp ở đây là dùng cái máy để mà đo cái áp lực ở trong cái cánh tay chúng ta qua cái áp lực ở máu tác động lên cái thành động mạch. À, áp suất ở đây là nó tác động lên cái thành động mạch nha quý vị. À, đo huyết áp chính là đo cái áp lực của máu tác động lên cái thành động mạch của chúng ta. Thì đó là cái thiết đồ cái cái hình để minh họa cho cái việc mà chúng ta đo được cái áp suất ở trong mạch máu. À, và thực tế thì thường là các cái bác sĩ người ta đo ở trên cái cánh tay bằng cái đồng hồ bằng cái huyết áp đồng hồ quý vị. À, đó là cái khái niệm về huyết áp à, Tôi xin nhắc lại một lần nữa là huyết áp Là Cái áp lực Của máu tác động lên thành động mạch Và chúng ta đo được Cái chỉ số huyết áp đó thông qua cái máy đo huyết áp quý vị Chứ không phải đo huyết áp Là đo cái khối lượng Máu có ở trong cơ thể con người nha quý vị Thì à, đó là những cái khái niệm về huyết áp à, sau đây thì tôi sẽ trình bày về các cái chỉ số huyết áp. Thì à, khi mà đo huyết áp như vậy đó thì thường là có hai cái chỉ số quan tâm đó là huyết áp tối đa hay còn gọi là huyết áp tâm thu. Thì cái huyết áp này trung bình nó từ 90 tới 4, 140 mm thủy ngân. À, còn huyết áp tối thiểu hay còn gọi là huyết áp tâm trương à, bình thường thì nó từ 60 đến 90 mm thủy ngân. Và khi mà tim đập thì huyết áp nó sẽ thay đổi từ cực đại tức là huyết áp tâm thu à, đến cực tiểu là huyết áp tâm trương thì huyết áp nó cũng sẽ giảm dần khi mà máu nó đi xa ra khỏi các cái động mạch lớn và nó đi càng xa tim thì cái huyết áp nó càng thấp lại. Ở người bình thường thì huyết áp ban ngày nó cao hơn ban đêm. Huyết áp hạ thấp nhất là vào khoảng từ 1 tới 3 giờ sáng khi mà chúng ta ngủ say thì huyết áp nó giảm xuống và huyết áp cao nhất từ 8 giờ đến 10 giờ sáng khi mà chúng ta vận động hay là chúng ta gắng sức chúng ta lao động thể lực căng thẳng thần kinh hoặc là khi mà xúc động mạnh thì huyết áp nó cũng có thể tăng lên và ngược lại thì khi mà cơ thể của chúng ta được nghỉ ngơi thư giãn thì huyết áp nó cũng được hạ xuống. Sau đây tôi sẽ trình bày cái phân độ huyết áp thế nào là huyết áp bình thường, thế nào là cao huyết áp. Thì theo cái bảng phân loại huyết áp của Hiệp hội Tim Mạch Việt Nam á, thì người ta phân loại như sau. Huyết áp của chúng ta đạt cái huyết áp mức tối ưu tức là tốt nhất á, thì huyết áp tâm trương tức là huyết áp tối đa nó dưới 120 và huyết áp tối thiểu nó dưới 80 là huyết áp tối ưu nhất. À, còn thứ hai nữa là huyết áp bình thường. Huyết áp bình thường khi mà huyết áp tối đa dưới 130 và huyết áp tối thiểu dưới 85 Còn huyết áp mà bình thường cao Thì từ 130 đến 140 Của chỉ số huyết áp tối đa Và huyết áp tối thiểu từ 85 tới 90 à, Khi mà huyết áp từ 140 tới 160 Thì gọi là tăng huyết áp độ 1 à, Đó là huyết áp tối đa còn huyết áp tối thiểu từ 90 cho tới dưới 100 à, Tăng huyết áp độ 2 khi mà huyết áp tối đa từ 160 tới 180 và huyết áp tối thiểu từ 100 tới 109. Còn tăng huyết áp độ 3 tức là tăng huyết áp nặng thì huyết áp tối đa tức là huyết áp tâm thu nó trên 180 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương nó bằng hoặc trên 110 mm thủy ngân. Có những trường hợp mà chúng ta chỉ có thấy nó cao huyết áp tối đa thôi, nó gọi là tăng huyết áp tâm thu đơn độc khi mà huyết áp tối đa nó bằng hoặc trên 140 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương chỉ cần dưới 90 mm thủy ngân thì đây gọi là tăng huyết áp tâm thu đơn độc. À, đó là phân loại tăng huyết áp theo cái hiệp hội tim mạch Việt Nam, còn à, phân độ huyết áp theo cái hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ à, thì à, người ta à, phân ra như sau. À, quý vị theo dõi trên màn hình, huyết áp bình thường theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì huyết áp tâm thu nó dưới 120 và huyết áp tâm trương dưới 80. Còn được gọi là tăng huyết áp khi mà huyết áp tối đa nó từ 120 tới 130 mm thủy ngân và huyết áp tâm thu nó dưới 80 mm thủy ngân. Còn tăng huyết áp độ 1 thì huyết áp tâm thu nó từ 130 tới 140 hoặc là huyết áp tối thiểu tức là huyết áp tâm trương nó từ 80 tới 90. Còn tăng huyết áp độ 2 thì khi huyết áp tối đa bằng hoặc trên 140 uh, hoặc là huyết áp tâm trương bằng hoặc trên 90 thì được xếp vào tăng huyết áp độ 2. Còn cái cơn cao huyết áp uh, nguy hiểm mà cần phải nhập viện để được uh, điều trị chuyên khoa đó thì uh, khi mà chúng ta đo huyết áp tâm trương tức là cái số ở trên cái máy huyết áp của chúng ta đó hay còn gọi là huyết áp tối đa nó trên 180 uh, và hoặc là huyết áp tâm trương nó trên 120 mm thủy ngân thì chúng ta phải cho bệnh nhân vào nhập viện để được theo dõi. Thì đó là cái hai cái bảng phân độ uh, mức độ cao huyết áp theo Hiệp hội Tim mạch Việt Nam và theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Uh, tôi xin uh, uh, trình bày để cho quý vị tham khảo. Uh, thì uh, đó là những cái vấn đề tôi trình bày với quý vị uh, để quý vị hiểu biết được rằng uh, huyết áp là gì và thế nào là huyết áp bình thường thế nào là cao huyết áp thì ở trong phần tiếp theo tôi sẽ trình bày với quý vị về cái nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp rồi cái triệu chứng của nó thế nào và những cái tác hại của cao huyết áp nó gây ra những cái tác hại như thế nào đối với cơ thể thì tôi sẽ trình bày ở những video clip tiếp theo mong quý vị đón theo dõi và ủng hộ kênh của phòng khám thận trị chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về định nghĩa thế nào là huyết áp, huyết áp bình thường và khi nào gọi là cao huyết áp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ và đăng ký kênh để phòng khám chúng tôi có thêm nguồn động lực để ra những video tiếp theo để phục vụ quý vị trong công cuộc truyền bá kiến thức y học cho cộng đồng xin kính chào quý vị